Mình chào các bạn trở lại với kênh sáng tạo. Hôm nay mình rất vui xin chia sẻ với các bạn một cái mẹo là chúng ta sẽ tháo cái đá cắt ra khỏi cái máy cắt khi mà nó rơi vào tình trạng bị kẹt đá. Nếu mà nó không bị kẹt đá ấy, thì chúng ta chỉ cần ấn cái chốt này, ấn lên này, đấy, khập một cái. Ta vặn ngược chiều kim đồng hồ lấy đá vặn, hoặc là một số bác lấy dép tông hoặc là lấy dép quật ngược chiều kim đồng hồ này thì nó sẽ tự trôi cái con bù lông này ra nhé, con bù lông chặn này này. Nhưng mà khi mà đã kẹt rồi là thua đấy. Đây, mình có một cái khóa tháo này, ấn chặt nhưng mà nó rất là chặt, không làm gì được. Thậm chí là có một số là các bạn là cho cái kìm mỏ ca, kiểu kìm mõm cá sấu ấy, cho vào đây vặn, nhưng mà thậm chí gãy cả kìm mà không ra, bởi vì nó bị kẹt nhé. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bác tháo trong vòng một nốt nhạc nhé các bác nhé. Chúng ta cùng bắt đầu xem nhé. Một số bác là sẽ dùng một cái que sắt hoặc là cái tô vít như thế này. Các bác kê, các bác ấn cái chốt này, rồi các bác lấy búa các bác đóng, đóng như này. Nhưng mà nó không ra đâu các bác ạ. Thậm chí là nó nhiều khi nó còn méo cả trục luôn, nó không ra. Vậy cả trục luôn. Rồi đây, thấy cái này. Cũng không ra luôn, bởi vì nó kẹt đá rồi mà. Hoặc là kìm mỏ nhọn, hoặc là lấy tông gõ, không bao giờ ra luôn. Nó chắc kinh khủng luôn các bạn. Hoặc là để lâu có nước mưa và nó rỉ ấy. Một số bác bảo cha RP7 trang con thua đâu. Mà cha RP7 thì lần sau khi mà chúng ta vào gen thì nó hay bị trôi lắm. Ở đây một cái vũ khí mà mình chia sẻ với các bác đó là cái khoan bê tông. Đây, cái khoan bê tông mà có chức năng đục nhá. Đấy, mình sẽ chuyển cái khóa này qua chức năng đục. Này, các bác nhìn này. Đấy, thì trước khi thao tác tháo đá thì các bác rút điện nguồn nhé, rút điện nguồn để cho nó an toàn tuyệt đối nhé. Cũng đang tháo nó văng nguy hiểm lắm, biết đâu đấy. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ ghim chặt nhé. Chúng ta sẽ ghim chặt cái tức là giữ chặt cái máy mài này. Bây giờ chúng ta sẽ giữ chặt cái máy mài nhé. Đây, và chúng ta kê cái đầu mũi đục vào một cái lỗ, tức là cái mũi đầu mũi khoan này này, tầm mũi khoan 8 là đẹp nha các bác nhé. Đấy, kê đúng vào cái đầu này. Đấy, các bác ấn cái chốt gáy này, ấn cái chốt gáy này xuống nhá. Đấy, ấn chốt gáy này xuống này, sau đó các bác kê cái mũi này vào đây và chúng ta lấy chân cố định chắc vào và chúng ta bấm nhá. Kê chắc vào không nó nhảy các bác nhá, để ấn kịch không xong bấm. Đấy, bây giờ nó ra luôn này. Mình nhìn thấy nó ra rồi này các bạn này. Đấy, một nốt nhạc rất là nhẹ nhàng phải không các bác. Đấy, khi này chúng ta có thể thay đá hoặc là lắp lưỡi khác vào bình thường nhé. Đấy, nó kẹt. Tại sao nó lại kẹt? Bởi vì là cái mặt đá này nó khá là giáp này, khi nó xít vào đây nó khá là chắc này, nó sẽ kẹt nhé các bác nhé. Đây là một cách rất là hay. Đây, khi xoáy vào thì các bác lại xoáy theo chiều kim đồng hồ nhé. Đấy, chỉ cần một cái mũi đục thôi. Vâng, nếu mà các bác có một cái cách tháo cái đá bị kẹt nào hay thì các bác hãy cùng chia sẻ để chúng ta cùng học hỏi nhé. Các bác chia sẻ dưới phần comment nhé các bác nhé. Cảm ơn các bác đã ghé thăm kênh sáng tạo. Các bác hãy đăng ký kênh sáng tạo và nhấn thích video ủng hộ em nhé. Hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo.